Chào mừng các bạn trở lại với kênh của Thiên Văn Học HAS. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu một chút về kính thiên văn. Bởi vì khi mà trong quá trình mình bán hàng cũng như là tư vấn cho các bạn khách hàng khác, thì mình nhận ra là trước khi mọi người mua kính thiên văn thì cái kiến thức nền của mọi người về kính thiên văn nó chưa đủ. Mà những cái kiến thức này thật ra nó rất đơn giản và có thể dễ dàng tìm ở trên Google. Thì mình cũng sẽ tiện thể mình tổng kết lại và mình sẽ giới thiệu qua luôn cho các bạn. Thì kính thiên văn sẽ được chia làm 3 loại là kính khúc xạ, phản xạ và kính tổ hợp. Sau đây thì mình sẽ cho các bạn tham khảo qua về các mẫu thực tế tương ứng của 3 loại. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt tay vào việc phân biệt giữa hai dòng phản xạ và khúc xạ. Còn về dòng tổ hợp thì nó sẽ khá phức tạp hơn một chút, vậy nên mình sẽ để ở sau cùng. Các bạn có thể tham khảo qua luôn về mẫu mã. Thì hai chiếc kính thiên văn màu trắng mình đặt ở trên là kính thiên văn phản xạ, và hai chiếc kính thiên văn ở dưới là hai chiếc kính thiên văn khúc xạ. Để mà phân biệt được hai chiếc này thì nó khá là dễ. Các bạn có thể phân biệt ngay qua ngoại hình. Về ngoại hình thì kính thiên văn phản xạ nó thường dưới dạng ống khá là cồng kềnh như này, và đặc biệt ở cái điểm nhìn cũng như là bộ lấy nét của nó sẽ là ở phần mặt bên thân ống. Còn với kính thiên văn khúc xạ thì cái điểm nhìn và bộ lấy nét của nó sẽ ở ngay phần đuôi ống. Đây là điểm khác biệt lớn nhất mà các bạn có thể phân biệt ngay bằng mắt thường. Chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu sâu hơn về phần cấu tạo cũng như chi tiết. Với kính thiên văn phản xạ thì nó là kính thiên văn với hệ gương được đặt ở đáy của thân ống, và một chiếc gương thứ cấp được đính ở phần giữa của thân ống. Vậy nên cấu tạo của nó sẽ khá là phức tạp hơn. Để mà các bạn muốn sử dụng thì cần đòi hỏi một chút kiến thức nền để có thể vệ sinh cũng như là bảo quản một cách thích hợp nhất. Còn với kính thiên văn khúc xạ thì nó chỉ có một phần vật kính ở ngay phần trên thân ống này, vậy nên các bạn có thể dễ dàng bảo quản cũng như vệ sinh, nhỏ gọn, tiện lợi, và nó sẽ thích hợp hơn đối với những người mà vừa mới tiếp xúc với kính thiên văn. Mình sẽ đọc qua về thông số cho các bạn của những chiếc kính này. Thì hai chiếc kính thiên văn phản xạ lần lượt từ trái sang phải sẽ là kính thiên văn phản xạ D114S640 và kính thiên văn phản xạ D120S640. Còn hai chiếc kính thiên văn khúc xạ ở dưới là kính thiên văn D50S600 và kính thiên văn D80S900. Đặc biệt thì ở dòng khúc xạ có tồn tại một chiếc kính thiên văn khá là nhỏ gọn D50S360. Chiếc kính khúc xạ này thì nó có giá thành khá là rẻ, vậy nên nếu mà bạn nào vẫn còn đang phân vân thì có thể sắm một chiếc này về để có thể thử nghiệm được những cái trải nghiệm quan sát đơn giản nhất. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhau đi phân tích về dòng kính tổ hợp. Vừa xong thì mình đã giới thiệu qua cho các bạn về hai dòng kính phản xạ và khúc xạ. Thì tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về dòng kính tổ hợp. Dòng kính tổ hợp thì nó mang ưu điểm của cả hai loại trên và nó cũng khắc phục được nhược điểm của cả hai loại trên. Các bạn có thể hiểu đơn giản là ở dòng kính tổ hợp nó sẽ không có hiện tượng sắc sai như ở khúc xạ, và nó cũng khắc phục được cái hiện tượng cầu sai của phản xạ. Đặc điểm của dòng kính tổ hợp thì nó có rất nhiều, nhưng mà mình sẽ nói những cái từ đơn giản thôi để cho các bạn dễ hình dung. Kính tổ hợp thì nó sẽ nhỏ gọn, tiện nghi, dễ sử dụng, và đặc biệt chất lượng quan sát của nó cực kỳ tốt. Nhưng mà nó có một cái nhược điểm mình nghĩ là khá lớn, đó chính là vì cái hệ thống lăng kính hay là cấu tạo nó khá là tinh vi, vậy nên nó đội giá thành lên khá là cao. Nếu mà so một chiếc dòng kính tổ hợp với cả kính khúc xạ phản xạ thì cái giá thành của nó phải hơn khá là nhiều, có trường hợp gấp đôi, gấp ba. Vậy thì mình cũng đã giới thiệu qua cho các bạn về ba dòng kính cơ bản của kính thiên văn. Thì tiếp theo mình sẽ hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau, ở đó thì mình sẽ phân tích chi tiết hơn về từng loại kính. Hẹn gặp lại các bạn lần sau.